TV256 xin mến chào quý vị. Hôm nay đó mình có nghe một cái trường hợp rất là thương tâm xảy ra ở Việt Nam, một cái vụ mà cướp đất, mà cái đất này đó người chị này đã nói rằng là họ trưng dẫn ra cái bằng khoáng từ rất lâu rồi, từ một hơn 100 100 mấy chục năm đó. Là cái bằng khoáng có từ 1910 910 rồi đến hôm nay đó là coi như 113 năm rồi. 113 năm rồi mà đây là cái đất của người ta mà bị cướp mà không có bồi thường gì hết á. Cả trăm năm, 113 năm. Mời quý vị anh chị em theo dõi nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2023, mình có một cái chuyện gọi là cũng dí đường rồi, nên mình mới tải cái thông điệp này đến cho bà con gần xa được biết. Rồi có cái gì mà bà con am hiểu tư vấn mình cho mình đó. Đây là cái bằng khoáng ngày xưa đó, 1910 là cái bằng khoáng này là của ông cố ngoại của mình nha cả nhà. Ông cố ngoại mình có ba người con gái đó, ba người con gái thì ở đây á, là con gái nè, bà Nguyễn Thị Hơn là bà ngoại của mình nha cả nhà. Bà ngoại của mình ở đây là bà ngoại mình thứ sáu, bà thứ bảy, bà thứ năm đó, còn ba chị em 5 6 7. Thì á, bà ngoại mình á được hưởng từ ở ở đường Lương Đình Của là cả nhà, ở đây là đường Lương Đình Của nha cả nhà, nó băng qua sọ não luôn cả nhà. Bởi vì tại sao mà cả nhà thấy sao cứ tranh chấp hoài là như vậy đó, thật sự. Xong á, 2010, 2010 mình tỉnh, mình lên Sở Tài nguyên Môi trường trích lục cái này là cái nhà đó, trích bục lục, trích sao sổ địa bộ của ông cố ngoại của mình ngày xưa có đúng hay không đó. Thì thành phố Hồ Chí Minh mình, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh mình, ô tô sao đi cho mình này nha cả nhà. Thì cái của bà ngoại mình nó nằm ngay đây nè, chia làm ba nha cả nhà đó. Đó, giống y như cái hồi nãy vậy thôi. Là tính ra cái miếng đất này nó có đến đến thời điểm này là 113 tuổi rồi cả nhà. Thì cái bằng khoáng này là đủ là chứng minh là đất của ông bà mình để lại đó. Thì và đến cái đời mẹ của mình là năm 2001, anh em của mẹ chia cho mẹ mình, anh chị em ở trong nhà họp là chia có mấy chữ ký luôn. Đây là chữ ký của mẹ mình đây. Thì mẹ mình được là 3.510 mét ở cái nhà, hướng mặt tiền phường Lương Định Của hiện giờ đó. Dì của mình hồi đó trực tiếp canh tác, Phạm Thị Bích Thủy nha cả nhà đó. Đang qua đây cầm mẹ rồi đó. Trực tiếp đó là cái của mẹ mình ở bên đây, đường Lương Đình Của ở đây. Thì mẹ mình phân nửa này, cậu mình phân nửa, mẹ mình phân nửa,
Thì cái phân nửa của mẹ mình á, dính hộ ai thì mình thiệt thương với những người mà nằm ở trên đất mình, nằm trên đất của mẹ mình, thì mình mới mua hai hộ của trên cái phần đất của mẹ mình. Thì vừa rồi á, ở hai căn, thì một căn, hai căn đều có sổ hồng rồi nha cả nhà. Đó, đây căn này á, thì họ đền mình á, bề ngang nó có 2 mét thôi, vô trong nó mới bự nha cả nhà. Mà họ đền từ đây tới đây nè là 15m3, họ đền mình là 45 triệu một mét vuông, đại khái là như vậy. Còn cái căn này của mình là đi 67 mét vuông. Còn phần á là phần của dân á, họ ở lâu năm đó, là mình mua lại là tổng cộng là nhà nước đền cho mình là 83 mét vuông. Nhưng mà trong 83 mét này chỉ có đền là 15m3 là giá 45 triệu, còn 80 mấy mét là không, họ đền là không đồng nha cả nhà. Còn lại bao nhiêu là của mẹ mình á thì họ vẫn đền không đồng luôn. Lý do là họ nói là rạch mà bằng khoáng của ông bà mình để lại, hoàn toàn là rạch nó nằm phía sau đất đó là cả nhà. Rạch này cả nhà, rạch Minh Hông là nha, rạch nè, đây nè, rạch nè, nó chạy ra tới đây nè đó. Còn mặt tiền này thì hoàn toàn không có đập nha cả nhà. Đó, mặt tiền này nó hoàn toàn không có đập đó. Mà trong bằng khoáng của mình á, ông bà mình để lại toàn là ruộng không nha cả nhà. Ông có nói cái phía nào là có, chỉ có phía sau là đặt cái hướng rất là rõ đó. Còn mặt tiền là toàn là ruộng hết đó. Đến khi mà đời của mấy anh em mình á, sử dụng á, là tính đến nay là 22 năm rồi đó. Sử dụng được hai đến đời của anh em của mình á, đời ông của ngoại để lại cho bà ngoại để lại cho mẹ mình, rồi đến đời của tụi mình á là 22 năm rồi. Cớ đâu mà bây giờ hiện trạng bây giờ là cớ đâu mà nói là rạch nền chúng tôi hay không đồng đó. Mà vị trí này á, là tính ra là 20 mấy tỷ. Vậy á, mấy ông có thao túng, ủy ban phường xác nhận của tôi là rạch, chứng minh rạch ở đâu, mấy ông không chứng minh. Rồi á, cái giấy biên nhận hồi tháng 6 2022 tôi đã nộp đơn khiếu nại đó. Ngày 22 tây tháng 6 cho đến ngày 13 tây tháng 1 2023 kêu tôi đến phường để nhận cái giấy, cái giấy thông báo cưỡng chế vào 15 tây tháng 3 là còn 4 ngày nữa nha cả nhà. Đó, tuy nhiên ở cái biên nhận này, nhận đơn khiếu nại của tôi đó, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hả, nhận tôi cái tờ này thì đương nhiên ở chỗ này phải trả lời cho tôi. Đằng này chưa trả lời mà buộc tôi phải nhận cái giấy thông báo cưỡng chế đó. Nên bữa đó, nên ngày 13 tháng 1 tôi không nhận. Tôi mới đi lên trên cái chỗ ủy ban này nè, tôi thắc mắc tại sao đơn không trả lời cho tôi mà bây giờ đè tôi ra cưỡng chế đó. Rồi á, bên cái ủy ban này mới mời thanh tra xuống phụ trách hôm trước hồ sơ của tôi đó, đã làm việc với tôi mà sao không trả lời công văn. Cái người nhận đơn này là mời thanh tra xuống đó, biên bản thanh tra làm việc cho tôi á, là ngày 6 tháng 9 2022 sao không trả lời cho tôi.
mà chưa giải quyết xong mà lại ngày hai mươi mấy Tết là mời tôi lên, phường có mời tôi lên đó, cho tôi nhận cái giấy mà hai mươi mấy Tết á, là kêu tôi nhận cái giấy quyết định đó, cái giấy quyết định vẫn là cưỡng chế nhưng mà dời ngày lại. Dời ngày lại là có nghĩa là ngày 1 tháng 10 tháng 1 cho đến đây. Cả nhà thấy không? Ngày 10 tháng 1 2023 cho đến ngày 31 tháng 12 2023 đây cả nhà. Đó, là tôi đinh đinh á là còn á vẫn là quyết định cưỡng chế nhưng mà nó sẽ có cái thời gian rộng ra một năm lận. Thành ra tôi đinh đinh tôi chờ cái giải quyết của cái tờ này. Cái tờ đơn của tôi nộp 9 tháng nay rồi cả nhà. Đó, mà không trả lời cho tôi biết mà kêu tôi lên nhận cái tờ giấy thông báo cưỡng chế. Đó. Thông báo cưỡng chế này là 15 tây tháng 3 này cả nhà. Thông báo cưỡng chế vậy tôi hỏi có làm đúng quy trình chưa? Rồi cái tôi lên kinh quận thành phố Thủ Đức. Tôi hỏi thì mới mời cái anh Phi phụ trách hồ sơ này của tôi xuống gặp ngay tôi. Kêu tôi xuống dưới phường. Đó, nhận cái lấy giấy trả lời đi. Mấy cái giấy. Vậy tôi hỏi tôi nộp đơn ở quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, vậy kêu tôi xuống phường lấy cái tờ giấy trả lời của ảnh, vậy đúng theo quy trình chưa? Đó, tôi nộp đơn ở đâu là ở chỗ đó mới trả lời, nhưng tôi vẫn nghe lời, tôi lẳng lặng tôi đi về phường tôi hỏi. Đó, nhận đơn trả lời thì nhận đơn trả lời đây, nhận cái giấy trả lời đây, nói tôi là ngày xưa có lắng chiếm đặt nha cả nhà, trả lời tôi là ngày xưa tôi có lắng chiếm đặt, nhưng mà tôi xin thưa là không phải vị trí này, mà mấy anh lập biên bản á, ngày xưa là nói tôi lắng chiếm đặt là không đúng. Đó, bằng khoáng ông bà tôi có đó, thì không thể nào nói tôi lắng chiếm đặt được. Đó, bản đồ sơ đồ vì tôi kê khai năm 99 bản đồ có rõ ràng minh bạch, cũng không thể nào mà căn cứ vô đâu mà trả lời mà ngắn gọn mấy cái câu đó được. Đó, rạch ở chỗ nào? Đó, rạch nó nằm ở phía sau đất của mẹ tôi được chia. Đó, cả nhà phải hiểu cái chỗ này nè, phần đất mẹ tôi được hưởng đây, mặt tiền lương định của đây. Không có cái gì mà rạch đó nó nằm ở đây hết trơn á. Mà phần mẹ của tôi là trên 300 mét mà. Tổng diện tích trên 300 mét. Mấy ông đo là trên 300 mét mặt tiền. Quy ra là tới hai mươi mấy tỷ. Vậy á, mấy ông không có tiền đền thì mấy ông ghi là nợ đi hay thiếu đi. Đừng có nói là gia đình tôi á, là đất rạch. Không đúng. Điều này là tôi nhờ á, bà con gần xa chia sẻ clip này. Đó, hàng năm gia đình tôi đóng thuế đất rất đầy đủ, phần của mẹ tôi cũng vậy, phần của tôi cũng vậy, đóng rất là đầy đủ. Tại sao mà bảo tôi là gia đình tôi là lắng rạch? Mặt tiền đâu có chứng minh cái nào mà rạch đâu, rạch nó nằm phía sau đất của mẹ tôi được. Hàng năm mà đóng thuế đầy đủ rồi thì lẽ dĩ nhiên là những cái giấy tờ đó là hợp pháp. Tại sao mà tự nhiên rồi nói ra đây là đất rạch rồi cưỡng chế người ta được? Rất là vô lý nha bà con. Đấy, trường hợp này rất là thương tâm. Mời quý vị xem tiếp nha. Hưởng thì là đúng. Đó, tôi trình bày như vậy. Tôi có chứng minh giấy tờ mà. Đến nay á, tôi là ngày cái biên nhận đâu đâu
Tôi nhận mới nhận ngày hôm qua hôm kia đây. Là tôi yêu cầu phường á, tôi lẳng lặng tôi đi xuống phường theo như cái anh Phi đó yêu cầu, tôi xuống phường nhận trả lời đơn thì nộp thành phố Thủ Đức, quận Thủ Đức, mà kêu tôi xuống phường nhận cái giấy trả lời đó. Nên á, tôi nhận rồi xong tôi quanh ngược trở lên, tôi làm đơn tôi quanh ngược trở lên thành phố Thủ Đức, ủy ban thành phố Thủ Đức, tôi nộp tiếp kiến nghị của tôi. Và tôi viết bức tâm thư tôi gửi cho chủ tịch thành phố Thủ Đức. Tôi mong là cái sự chia sẻ của tôi đến tay ông và ông phó chủ tịch đó thành phố Thủ Đức để mà xem xét lại cho thật là kỹ. Chưa nói tới cái phần đất của tôi mà tôi hiệp thương của dân tôi mua trên cái phần này đó, tôi cũng có vay ngân hàng, thì cái bữa đó lại ngân hàng mới đưa cho bên tài nguyên môi trường. Tài nguyên môi trường là mất của tôi nha, rồi đè ra chứng minh là không đồng, là không có đúng đâu. Đừng có thao túng tâm lý mà đẩy đưa cho tôi là biến tướng đất của tôi sử dụng mà cho là đặt là không đúng chủ trương nhà nước. Đường Lương Định Của đương nhiên là phải mở rộng, gia đình tôi chấp hành hai tay hai chân lực. Đó là cái của nhà nước, ơn nhà nước đã có thu hồi. Nhưng cái thu hồi này phải xem xét lại là đất của ông bà tôi bao đời để lại thì chúng tôi được hiệp thương đền một cách đàng hoàng thỏa đáng, chứ không thể nào mà nói đất của chúng tôi mà không đồng, nó rất là vô lý, đem đến cho tôi rất là ảnh hưởng sức khỏe, tôi bệnh hoài luôn, tôi buồn tôi tức mà tôi bệnh hoài luôn. Mong á bà con gần xa chia sẻ mạnh cái clip này để mà cho đến tay ông chủ tịch và phó chủ tịch thành phố Thủ Đức xem xét lại. Tôi gia đình tôi bị oan đó, tôi cần xem xét lại, còn cưỡng chế lúc nào mà không được, xem xét lại mà thỏa đáng tụi gia đình tôi chấp thuận ngay, không cần thiết mà để cưỡng chế làm gì, gia đình tôi tự tháo dỡ chứ không nhất thiết là phải dùng lực lượng mà đi đàn áp gia đình chúng tôi. Cảm ơn bà con đã lắng nghe cùng chia sẻ giùm cái nỗi oan này cho tôi. Xin hết, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Xin chào. Dạ. Mình thấy thật là thương tâm đấy chứ. Mất cửa đất đai, nhà cửa. Bây giờ đó thì đây là những cái vụ mà cưỡng chế. Cưỡng chế ở Thủ Đức đó. Thì cái nhà người ta đã là cả trăm năm rồi. Nhà đất người ta đã sử dụng là 113 năm rồi. Người ta có giấy bằng khoáng đàng hoàng. Nhưng mà lại vẫn là bị cưỡng chế. Thành ra người ta đưa lên những cái clip này để cho biết là cưỡng chế. Cưỡng chế nhiều clip lắm, nhiều clip cưỡng chế lắm quý anh chị em. Mà tới ngày hôm nay 15 tới tháng 3 tiếp tục là cưỡng chế mà bên nhà cầm quyền đã mang đến rồi là cỡ khoảng 160 người gọi là áo xanh, áo vàng, công an đồ đủ thứ hết.
còn phía người dân thì cỡ khoảng 30-40 người. Không, nãy tôi mua nước mà uống hết rồi. Nó mua luôn ta 20 ly nữa. Lâm ngủ nha Thiều. Thiều. Để xíu lại tiếp tục. Người dân người ta nói là đất gia tộc có hơn 100 năm. Đất ông bà tôi có giấy tờ sở hữu đầy đủ trước năm 1975 và hiện đang sử dụng xuyên suốt cho đến nay. Là cái bằng khoáng đất thì nó có chiều dài lịch sử là nó có từ hồi 1910. Là cái bằng khoáng đất đó, mà tới giờ cũng là cước của người ta. Nhà nước mở rộng đường lương định của gia đình chúng tôi chấp hành, nhưng nhà nước đền bù không đồng là không hợp lý. Đền bù không đồng vì nói là đất rạch, nhưng mà người ta đang sống ở đó, mà người ta sống cả trăm năm rồi, từ thời mà ông bà cố của người ta sống cả trăm năm rồi, nhưng mà lại không đền bù một đồng nào hết. Là đất là hồi xưa là đất Thủ Thiêm á, đất Thủ Thiêm rồi sau này nó trở thành đất Thủ Đức đó, đất của ở quận 2 đó, phường Bình An, đất mà có liên quan đến cái vụ mà cướp đất của bà Trương Thị Yến. Là đất nó có nó ngang với cái bên mà công ty Trường Thịnh đó nghe. Phường Bình An, khu phố 3, quận 2. Bây giờ nó trở thành cái đất ở Thủ Đức. Đây họ mang đến xe đồ này nọ rồi để mà cưỡng chế. Nó nhiều quá thành ra mình người dân người ta quay nhiều lắm quý vị. Thấy không, bồi thường là không đồng đó quý vị, thấy cái biểu ngữ mà không đồng đó, mà đất người ta ở hàng trăm năm, 113 năm có bằng khoáng đàng hoàng nha, nhưng mà bồi thường là zero đồng. Ăn cướp mà trắng trợn như vậy làm sao mà người ta chịu nổi đó? Mình không hiểu luôn. Thank you.
nhà cầm quyền cứ nói là đất rạch, đất rạch rồi không có bồi thường hết, mà trong khi người ta sống ở đó là 113 năm rồi. Vô lý thật. Đây biểu tình nữa nè. Ngày dân. Mai là họ có cái lịch trình cưỡng chế gia đình mình nha cả nhà. Từ cái bé áo xanh này nè, đó mặt tiền nhà mình nha cả nhà. Mặt tiền của gia đình nhà mẹ mình được chia nha cả nhà. Đứng qua quên đi con. Cái móc ngay đây nè nha cả nhà. Chạy dài xuống. Đó, từng nhà nha cả nhà. Đó. Ở đây là của nhà mình tất cả, của mẹ mình hết nha cả nhà. Đó, dài của đó đó. Thì không đền, thành ra người ta kiện cáo hoài là vậy. Nhà này không đền luôn nha cả nhà. Đó. Qua tới đây. Để tiếp tục, đây là những cái clip mà cái biểu tình hoài thôi. Chào cả nhà yêu quý. Hôm nay 15 tây tháng 3 năm 2023, cưỡng chế nhà cửa của anh em chúng tôi, đời ông bà cố ngoại mình, đất còn đó, đến đời ông bà ngoại đất vẫn còn đó, đến đời ba mẹ mình đất vẫn còn đó, đến đời anh em của mình, chính quyền thời bình cướp đất của gia đình chúng tôi không đền bù, nói rằng đất rạch thật là tàn ác. Đơn khiếu nại của chúng tôi gửi đi mà chưa được phúc đáp, vẫn chưa được hy vọng giải quyết mà nỡ lòng cưỡng chế nhà cửa của chúng tôi. Trời đất ơi! Mà đất này đã được đóng thuế rồi là đủ thứ hết. 113 năm hợp pháp, tự nhiên là cưỡng chế người ta mà không bồi thường một đồng nào hết. Thành ra người ta phải lên tiếng thôi. Người ta phải lên tiếng bảo vệ thôi. Đó, đây là những cái người dân đứng lên biểu tình rất là đông đảo. Yêu cầu chính quyền đưa bản nhẹ con gia đình tôi, đừng làm khó. Đây là làm chính quyền làm càng nè, làm càng quá làm càng rồi. Yêu cầu chính quyền đưa bản nhẹ. Yêu cầu chính quyền đưa bản vẽ lâu dưới. Không có bản vẽ mà vô thượng chế là chừng chế ở đâu? Thượng chế ở đâu nào? Đập nhà tôi anh cho anh chịu không? Anh có chịu không? Biên bản ngày 13 hôm nay 15 thượng chế. Rồi bản vẽ lâu dưới của tôi ở đâu? Chính quyền đưa bản vẽ. Đúng rồi anh Sơn. Đúng rồi anh Sơn. Không có làm đúng quy trình. Cho tôi mà ta cho chúng tôi yêu cầu làm đúng quy trình. Đây
Đây hình ảnh bà Hòa với mẹ Phượng. Mẹ Phượng đâu? Con đi theo mẹ Phượng. Mẹ Phượng đây đây. Nó đi theo mẹ Phượng. Không ký vô biên bản đây làm gì? Chữ ký cũng có giá trị à? Vậy ông làm phó chủ tịch tôi làm gì vô đấy? Bởi vì chủ trương nhà nước mới. Em đâu? Con đi kiếm hai con em đâu rồi? Mẹ chị con em mà chị hai đứa con em là chỉ nhóc nhỏ nè. Người dân thôi. Tại sao không đợi? Cháu cũng không đợi. Biết bao nhiêu đời mà người ta đã đóng thuế đầy đủ mà tại sao vẫn cưỡng chế đất của người ta được cũng thấy được. Chúng ta TV256 đọc cho cái những người mà dân người ta lên tiếng nè. Đất gia tộc có hơn 100 năm là 113 năm đó. Đất ông bà tôi có giấy tờ sở hữu đầy đủ trước năm 1837 và hiện đang sử dụng xuyên suốt cho đến nay. Từ năm 1837 là lâu lắm chứ. Nhà nước mở rộng đường lương định của, có chủ trương của đảng và nhà nước đền bù cho dân. Gia đình chúng tôi chấp hành, nhưng ông phó chủ tịch phường An Khánh và ông Lê Ngọc Ánh tham mưu cho các cấp chính quyền thế nào mà biến tướng đất chúng tôi là rạch để đền bù với giá không đồng là không hợp lý. Người ta cũng chấp nhận sự đền bù, nhưng mà nó cũng phải thỏa đáng chứ. Người ta sống ở đó là cả trăm năm rồi, mà từ thời ông bà ngoại cho đến thời người ta là biết bao nhiêu năm, bà cố nữa. Đề nghị xem xét xử lý nghiêm hành vì sai phạm của ông phó chủ tịch Lê Ngọc Ánh nha. Không có đền bù. Sao? Con Trinh. Con gọi lại đi. Ngủ không được, tức quá. Mẹ con tao phải đi học võ. Bị cưỡng chế mà. Bị cưỡng chế rất là tức giận chứ. Nhà cửa mà bị cướp hết thì ở đâu bây giờ? Đây là cái câu chuyện mà mình rất là thương tâm, mình nói không nói không được. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.
sự thật mình chịu đâu có nổi đâu, mình thấy mấy cái cảnh này mình chịu không nổi đâu, tại vì mình cứ tưởng tượng là nhà mình không có, đất mình không có chỗ ở, rồi mình nghĩ làm sao mà của gia tộc mình có từ hàng trăm năm lận, mà mình đã đóng thuế đầy đủ hết, mình đóng thuế đầy đủ là nó đã hợp thức quá từ lâu rồi, mà tại sao bây giờ kỳ cục vậy chứ? Thì phải nhà cầm quyền phải giải quyết cho người ta chứ, đâu có để mà sự việc mà xảy ra quá tàn nhẫn như vậy được. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.